Hiện nay trên địa bàn tỉnh, số lượng lao động trở về từ các tỉnh thành phía Nam chưa có việc làm vẫn còn rất lớn. Và cũng trong thời điểm này, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng lên. Vấn đề là làm sao để tạo các cầu nối cho người lao động có tay nghề tìm được doanh nghiệp phù hợp, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề cho các lao động khác có nhu cầu, đang là yêu cầu cấp bách đặt ra trong ngành lao động thương binh và xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh và các địa phương rà soát nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, thu thập thông tin thị trường và tổ chức kết nối việc làm cho lao động. Qua nắm sơ bộ số liệu tuyển dụng của các doanh nghiệp từ tháng 5 đến nay, đã tuyển vào làm việc trên 4.200 lao động, trong đó có trên 300 người là những lao động từ ngoài tỉnh trở về. Trung tâm cũng đã giải quyết chính sách cho hơn 660 lao động từ miền Nam trở về. Trong thời gian qua, thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tất cả các nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp cũng như cả cơ sở lao động. Thì trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng thì hiện nay thì các thông tin tuyển dụng lao động thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã truyền tải trên cả phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra thì trung tâm cũng đã đẩy tất cả các thông tin này trên cái trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại địa chỉ vietlamhuế.vn và cái Facebook Việt Làm Huế. Thì chúng tôi làm tất cả các cái truyền tải, làm ngoài cách để truyền tải các cái thông tin này đến sớm nhất và với người lao động. Các hoạt động giới thiệu việc làm cũng đang được Thừa Thiên Huế thực hiện dưới nhiều hình thức và phương thức, qua mạng xã hội, trên website hoặc tổ chức tư vấn kết nối trực tiếp qua các phiên giao dịch việc làm hoặc các buổi cà phê việc làm được tổ chức hàng tuần, hàng tháng. Tại đây, người lao động có thể có cơ hội tiếp cận với nhiều doanh nghiệp, lựa chọn việc làm hoặc các hình thức học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp. Thất nghiệp ở Hà Tĩnh, bây giờ đã về đây mà trong phòng ở đây là 2 tháng rồi và em vẫn chưa tìm được một việc làm nào phù hợp. Bây giờ em cũng muốn tìm một việc làm thêm về hướng kỹ thuật vì em học bên ngành chế tạo máy ra. Bây giờ ngôn ngữ bây giờ em có tiếng Trung và tiếng Anh một ít. Và bây giờ em muốn tìm một việc làm gọi là có thu nhập ổn định để giúp gia đình. Trong kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra, chỉ tiêu phấn đấu là 100% người lao động Thừa Thiên Huế trở về từ vùng dịch trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, được đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp. Giải quyết việc làm cho người lao động trở về Thừa Thiên Huế đang trở thành vấn đề rất đáng quan tâm, đòi hỏi sự vào cuộc của chính quyền, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Chúng tôi chỉ đạo các cấp các ngành, chính quyền địa phương với sự tham mưu của lao động thương binh xã hội để có thể tìm hiểu nhu cầu để bà con có thể tham gia vào việc bồi dưỡng hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho các công dân này một cách nó ổn định trong cái thời gian tới. Hiện nay số lượng lao động trở về từ các tỉnh thành đang gia tăng, nhu cầu về việc làm theo đó cũng sẽ trở thành vấn đề nóng trong việc giải quyết an sinh xã hội. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang rà soát lại các địa phương đơn vị nào có nhiều nhu cầu, Sở sẽ trực tiếp cùng với các doanh nghiệp đến tận nơi để tuyển dụng. Trước mắt địa bàn đầu tiên sẽ là huyện A Lưới. Hy vọng với sự sâu sát trong triển khai, việc giải quyết việc làm cho lao động về địa phương sẽ đạt được nhiều kết quả tốt.